Ngày 25 tháng 10, công ty cổ phần nước tinh khiết sông Đà Di Quơ Sớt Cô đã có thông cáo báo chí thừa nhận trách nhiệm của đơn vị và xin lỗi khách hàng về sự cố dầu của An Hãng bị đổ trộm tràn vào nguồn nước phát hành của công ty này tại Hòa Bình. Theo Di Quơ Sớt Cô, đơn vị đã hoàn tất khắc phục sự cố để đủ điều kiện lại cung ứng nước tinh khiết quay về cho khách hàng, đồng thời xác định được nguyên nhân, bản dạng chất vụ việc, trên cơ sở đó tấn công giá thiếu sót và nhìn nhận trách nhiệm của mình. Đối với chất lượng nước, căn cứ trên các mẫu xét nghiệm nước các ngày 14, 16, 18 chia 10 cho thấy, nước sông Đà đảm bảo các tiêu chí theo quy chuẩn chất lượng của Bộ Y tế, bình yên để người dân sử dụng vào mục đích sinh hoạt, ăn uống. Đơn vị này cho hay, khi xảy ra sự cố nước nhiễm dầu vào đầu tháng 10 vừa qua, đã huy động công nhân, nhân công thuê ngoài và thuê Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam SOF, tổ chức vớt dán, sử dụng phao, gói hút đầu chuyên dụng để hút dầu trên khu vực đầu nguồn. Đồng thời, đổ than hoạt tính trên hơn 3 km kênh dẫn vào hồ chứa, nạo vét cục bộ lớp đất đá dinh dầu và bùn ao trên cục bộ khu vực nhiễm dầu, kể cả bùn ao của các hộ dân lân cận. Cùng với đó, xúc xả cục bộ tuyến ống truyền của An Hải, bể chứa trung gian, bể chứa tại trạm điều tiết của công ty và khách hàng, thay mới cục bộ các lọc tại địa điểm các bể lọc và phối hợp với các đơn vị phân phối nước để xúc xả tuyến ống và bể chứa của khách hàng. Về việc xác định nguyên nhân vụ việc, công ty này cho biết, thông tin từ các cơ quan tính năng đến thời điểm này cho thấy, sự cố bắt nguồn từ hành vi đổ một lượng lớn dầu của An Hải vào nguồn nước trong khi công ty chưa có kịch bản dạng ứng phó thích hợp với tình huống khẩn cấp. Do nhân loại cố tình gây ra, dẫn đến sợ hãi trong xử lý ban đầu, gây ra những đảo lộn trong sinh hoạt bình thường của người dân, thông cáo nêu. Trong bản dạng thông cáo này, Di Quơ Sớt Cô lập luận là một doanh nghiệp đơn vị ý thức rằng sự sợ hãi của khách hàng và sự hoang mang của nhân loại mới là tổn thất lớn nhất. Chúng tôi xin được cung ứng nước không tính tiền trong kỳ xảy ra sự cố tương đương một tháng tiền nước, thông cáo của Di Quơ Sớt Cô nhấn mạnh. Di Quơ Sớt Cô cam kết sẽ có phương án ứng phó cho tất cả tình huống khẩn cấp, căn cứ trên các phương án đó lập kế hoạch sắm sửa trang vũ trang và tuyển dụng, đào tạo nhân sự nhằm đảm bảo cung ứng nước ổn định cho người dân với chất lượng đáp ứng quy chuẩn của Bộ Y tế ban hành. Công ty đầu tư nước tinh khiết sông Đà mong muốn thông qua các cơ quan thông tin báo chí gửi đến người dân, khác lạ là những người bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố, lời xin lỗi và cầu mong được lượng thứ, nội dung văn bản dạng nêu thêm. Đây được coi là lần trước tiên đơn vị này gửi lời xin lỗi đến người dân Hà Nội sau hơn nửa tháng xảy ra sự cố ô nhiễm dầu của An Hải. Từ ngày 10 tháng 10, người dân các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai phát hiện nước sinh hoạt có mùi dầu hắc như dầu cháy. Trước đó, cơ quan tính năng xác định một chiếc xe của An Hải chở dầu nhớt của An Hải đã đổ trộm vào khe núi xóm Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình. Mưa to làm dầu lan vào kênh dẫn của nhà máy nước tinh khiết sông Đà. Cán bộ công ty phát hiện dầu của An Hải từ sáng sủa 9:10, nhưng không báo cơ quan tính năng. Ngày 11 tháng 10, đoàn kiểm tra liên ngành lấy mẫu nước xét nghiệm, dự kiến có thành tựu sau 7 ngày. Nhưng chỉ 4 ngày sau, đô thị báo cáo nước bị nhiễm độc chỉ nên dùng tắm giặt, không nấu nướng ăn. Nước tinh khiết bị ô nhiễm làm đảo lộn cuộc sống của 250.000 hộ dân Hà Nội. Ngày 22 tháng 10, thành phố Hà Nội báo cáo nước sông Đà có thể ăn uống nhưng nhiều cư dân chưa dám sử dụng nước này mà vẫn dùng nước bình đóng chai. Cũng liên quan đến vụ việc đổ trộm dầu của An Hải, cơ quan công an đã khởi tố vụ án và khởi tố lệnh bắt tạm giam 2 tháng để đáp ứng công tác điều tra đối với 3 bị can thực hiện hành vi xả chất của An Hải. 3 đối tượng gồm Lý Đình Vũ 1982, Nguyễn Trân Đại 1994, cùng trú tại xóm Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, và Hoàng Văn Thám 1986, trú tại xóm Chi Lễ, huyện Văn Quan, Lạng Sơn, bị bắt về tội gây ô nhiễm môi trường, theo khoản 2, điều 235 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Nguồn dầu của An Hải cũng được xác định tuồn ra từ công ty cổ phần gốm sứ Thanh Hà cách thực hiện Phú Thọ,